Chào mừng các em đến với kênh Hải Liêm trong bài giảng. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em môn khoa học tự nhiên lớp 6 ở sách Chân Trời Sáng Tạo nhé. Trong lúc xem bài giảng của Hải Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hải Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ về bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ bài số 9 Oxyren. Mục tiêu của bài học hôm nay là nêu được một số chất của Oxyren và nêu được tầm quan trọng của Oxyren đối với sự sống, sự cháy và quá trình đốt cháy nhiên liệu nhé. Oxygen còn được gọi là dưỡng khí vì nó duy trì quá trình hô hấp của mọi vật sống. Nếu không có oxygen thì chúng ta không hề đốt cháy được như các nhiên liệu. Vậy khí oxygen có tính chất cơ bản gì và tầm quan trọng của oxygen như thế nào đối với cuộc sống của chúng ta? Mình thấy là tính chất cơ bản của oxygen đó là chất khí và tầm quan trọng là duy trì sự sống và sự cháy. Đúng không? Nếu mà không có khí oxygen thì chúng ta sẽ không có sự sống, đúng không? Và không có sự cháy. Giờ như vậy ở đây mình sẽ trả lời câu hỏi. Thì tính chất cơ bản của oxygen tính đến đó là chất khí. Tính chất tầm quan trọng chính là duy trì sự sống và sự cháy, đúng không? Lúc mình thở thì mình sẽ lấy khí oxy vào, chính là oxygen. Và khi mình thở ra thì mình sẽ đẩy khí carbonic ra, đúng không? Nhờ có khí oxy mà mình mới có sự sống nha, mới tồn tại nha. Giờ tiếp theo là một số tính chất của oxygen, tìm hiểu một số tính chất của oxygen. Như vậy ở đây mình thấy là một tấm hình, đây là hệ thống quạt nước trong các đầm nuôi tôm. Thì người ta sử dụng hệ thống quạt nước này để đưa không khí vào quạt nước, để cho cá có không khí trong nước thì cá và tôm mới phát triển được mạnh, được nhanh, đúng không? Mới phát triển nhanh chóng. Như vậy người ta đã đưa nước vào, đưa không khí, đưa khí oxy vào nước nha. Giờ ở đây mình sẽ có 3 câu hỏi. Câu hỏi số 1 là em hãy cho biết khí oxygen tồn tại ở đâu. Thì mình thấy là oxygen sẽ tồn tại trong không khí, đúng không? Và mình nhớ là oxygen trong không khí chiếm khoảng 21%. Và khí oxygen còn gọi là khí oxy, sẽ là mình thấy là không có mèo, không mùi, không vị, đúng không? Và câu số 2 là thường xuyên hít thở khí oxygen trong không khí, em có cảm nhận được mèo, mùi vị của oxygen hay không? Thì mình thấy là thường xuyên hít thở khí oxygen, mình sẽ không thấy là không mèo, không mùi và không vị. Và câu số 3, người ta hỏi là tại sao các đầm nuôi tôm thường lắp đặt hệ thống quạt nước? Thì mình thấy là đầm nuôi tôm là một không gian nhỏ mà phải nuôi một lượng tôm rất là lớn, mật độ nuôi cao nên nhu cầu oxy là rất cần thiết. Lắp đặt quạt sẽ cung cấp và phân tán lượng khí oxy đồng đều cho nước. Đồng thời là oxy sẽ cung cấp nhiều giúp cho việc phân giải chất thải trong đầm nuôi tôm cũng được tăng lên. Nhờ đó mà tôm được nuôi sống hiệu quả hơn, đúng không? Giờ như vậy là thầy sẽ trả lời 3 câu hỏi nha. Như vậy là câu hỏi số 1 thì mình trả lời oxygen tồn tại trong không khí và oxygen sẽ chiếm khoảng 21%. Và khí oxygen sẽ là không màu, không mùi và không vị nha. Đúng rồi. Giờ câu số 3 thì mình trả lời là đầm nuôi tôm là một không gian nhỏ mà phải nuôi một lượng tôm rất lớn, mật độ nuôi cao nên nhu cầu oxy là rất cần thiết. Lắp đặt khí sẽ giúp cung cấp và phân tán lượng oxygen đồng đều cho nước. Đồng thời thì lượng oxy cung cấp sẽ giúp cho việc phân hủy chất thải trong đầm nuôi tôm cũng được tăng lên, nhờ đó mà tôm được nuôi sống hiệu quả. Giờ như vậy là mình nhớ là khí oxygen chính là chất khí không màu, không mùi, không vị, nặng hơn không khí và tan ít trong nước. Giờ như vậy là một lít nước ở 20 độ C và áp suất là 1 atmosphere thì sẽ hòa tan được 31 ml khí oxy. Như vậy là mình thấy là lượng hòa tan rất là ít. Một lít nước chỉ có 31 ml khí oxy được hòa tan. Tiếp theo là hay nhớ tầm quan trọng của oxygen, tìm hiểu vai trò của oxygen với sự sống. Như vậy mình thấy là những người mà bị bệnh về đường hô hấp, về phổi thì người ta thường sử dụng bình oxygen
để người ta thở. Như vậy là cung cấp oxygen cho người bệnh. Như vậy ở đây mình sẽ câu hỏi số 4 và số 5. Con người có thể ngừng hô hấp có người có thể ngừng hoạt động hô hấp không? Vì sao? Mình thấy là chắc chắn là không được, đúng không? Hoạt động hô hấp là hoạt động cung cấp oxy giúp cho cơ thể hoạt động. Ngừng hô hấp tức là cơ thể con người không nhận được oxy. Nếu để trong thời gian dài không có hô hấp thì con người sẽ chết. Giờ ở đây là mình hiểu vài phút thôi nha, đúng không? Và câu số 5 là hãy tìm hiểu và cho biết những bệnh nhân nào phải sử dụng khí oxygen để thở. Như vậy mình thấy là những bệnh nhân mà bị yếu phổi hay bị ảnh hưởng của một số bộ nội tạng liên quan đến đường hô hấp thì mình người ta cần sử dụng bình khí oxygen để thở nhé. Giờ như mình sẽ trả lời câu số 4 và số 5. Như vậy câu số 4 mình trả lời là con người không thể ngừng hô hấp, hoạt động hô hấp. Hoạt động hô hấp là hoạt động cung cấp oxy giúp cơ thể con người hoạt động. Ngừng hô hấp tức là cơ thể con người không nhận được oxy. Nếu để trong thời gian dài không hô hấp, con người sẽ chết. Và những người không thể tự hô hấp được như là yếu phổi hay bị ảnh hưởng một số bộ phận nội tạng liên quan đến hô hấp. Đúng không? Giờ trả lời câu số 4, câu số 5 mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo mình sẽ qua hình 9.3, bình khí nén dùng cho khờ lặn. Như vậy mình thấy là những người khờ lặn lặn xuống biển thì người ta cần sử dụng bình khí nén, đúng không? Để khờ. Như vậy mình sẽ có câu hỏi số 6. Bình khí nén là bình tích trữ không khí được nén ở một áp suất nhất định, tại sao khờ lặn cần sử dụng bình khí nén? Đúng không? Thì người sử dụng cần sử dụng bình khí nén để cung cấp khí oxy trong quá trình lặn dưới nước, đúng không? Giờ như vậy mình sẽ trả lời câu hỏi số 6 nha. Người khờ dùng bình khí nén để có thể mang được bình khí có thể tích vừa phải đủ khả năng nén được nhiều khí phục vụ cho cả quá trình hô hấp của khờ lặn dưới biển nha. Như vậy là bình khí nén này thì người ta sẽ nén một lượng khí lớn và một cái bình nhỏ, đúng không? Thì lúc này người ta có thể mang được rất nhiều lượng khí trong cái bình đó, đúng không? Thì người ta sẽ nén một lượng khí lớn vào cái bình và người ta có thể lặn lâu ở dưới biển được, đúng không? Giờ tiếp theo, người ta có thể nhịn ăn, nhịn uống nhiều ngày nhưng nhịn thở thì không thể kéo dài trong vài phút. Nếu não không được cung cấp oxygen thì sau 4 đến 5 phút thì bắt đầu bị tổn thương. Sau 9 đến 10 phút sẽ bị tổn thương không phục hồi. Oxygen có vai trò rất quan trọng đối với sự sống. Cơ thể thiếu oxygen là nguyên nhân của nhiều bệnh. Ví dụ như da thiếu oxygen nhanh chóng bị lão hóa, sạm, khô, độ đàn hồi kém, dễ hình thành các nếp nhăn. Thậm chí mất cân bằng của sự bài tiết chất nhờ và trở nên xấm xỉnh dễ nổi mụn. Não thiếu oxygen lâu dài sẽ dẫn đến trí nhớ bị suy giảm. Mỏi mắt, cao huyết áp, xung huyết não, tắc nghẽn mạch máu, sơ mạch máu. Để cơ thể khỏe mạnh, làm việc có năng sức luôn luôn cần đảm bảo độ khí oxygen cho cơ thể. Tạo môi trường sống làm việc nghỉ ngơi không khó và có nhiều cây xanh là biện pháp cung cấp oxygen tự nhiên hữu ích. Như vậy là chúng ta không được để thiếu oxygen, vì nếu mà thiếu oxygen thì chúng ta ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe nhé. Giờ tiếp theo là tìm hiểu vai trò của oxygen đối với sự cháy và quá trình đốt cháy nhiên liệu. Thí nghiệm khí oxygen duy trì sự cháy. Đưa mà que đốm có tàn đỏ vào bình khí oxygen, quan sát hiện tượng và giải thích. Như vậy mình thấy là đây là cái đốm ngọn lửa đang nhỏ. Khi mình đưa vào bình khí oxy thì nó bùng cháy dữ dội lên. Có nghĩa là khí oxy sẽ giúp cho sự cháy bùng cháy dữ dội nha. Như vậy là khí oxygen không chỉ có vai trò với sự sống mà còn có quan trọng trong sự cháy. Oxygen cần cho quá trình đốt cháy nhiên liệu như là củi, khăn đá, dầu mỏ, khí thiên nhiên để phục vụ cuộc sống. Ví dụ sử dụng củi, ga để đun nấu, đốt dầu để khắp xe. Giờ như vậy ở đây mình sẽ có hai câu hỏi. Câu hỏi số 7,
tiến hành thí nghiệm như hình 9.4 và giải thích hiện tượng quan sát được. Như vậy mình sẽ thí nghiệm thì mình thấy là cái vòng cái đốm lửa này sẽ bùng sáng lên. Giải thích thì que đốm sau khi nhận được khí khí oxy sẽ cung cấp sự cháy, khiến cho que đốm bùng cháy mạnh liệt, đúng không? Khí oxy càng nhiều thì sự cháy càng phát triển mạnh liệt. Ở ngoài không khí thì khí oxy chiếm khoảng có 21%. Đưa vào cái bình này thì khí oxy chiếm 100%, nên ngọn lửa sẽ bùng cháy dữ dội. Tiếp theo là câu số 8, gia đình em sử dụng loại nhiên liệu nào để đun nấu hàng ngày? Nhiên liệu đó có cần sử dụng khí oxy đen để đốt cháy hay không? Như vậy mình thấy là ví dụ như nhà của mình sử dụng ga thì ga sẽ cần khí oxy để đốt cháy nhé. Hoặc là mình nếu mà nhà nào sử dụng than tổ ong bếp dầu thì cũng cần khí oxy để duy trì sự cháy, đúng không? Giờ như vậy mình sẽ trả lời câu số 7 và câu số 8 nhé. Như vậy câu số 7 mình trả lời là hiện tượng quan sát được là que đốm đỏ bùng cháy mạnh lên khi được đưa vào bình chứa khí oxy. Và giải thích là que đốm sau khi được khiêm oxy sẽ cung cấp sự cháy, khiến cho que đốm bùng cháy mạnh liệt. Và câu số 8 thì mình trả lời là nhà em, ví dụ như nhà mình sử dụng khí ga thì mình trả lời là nhà em dùng khí ga có sử dụng khí oxy để đốt cháy. Còn nếu mà nhà nào sử dụng than tổ ong bếp dầu cũng cần khí oxy để duy trì sự cháy nha. Giờ tiếp theo, như vậy là mình nhớ là khí oxy sẽ cung cấp duy trì sự cháy, sống và sự cháy. Khí oxy sẽ giúp duy trì sự sống và sự cháy. Chú ý điều kiện để sự cháy xảy ra là chất cháy phải nóng đến nhiệt độ cháy, phải tiếp xúc và có độ khí oxy cho sự cháy. Do đó muốn dập tắt lửa thì mình dập tắt sự cháy cần thực hiện một hoặc đồng thời cả hai biện pháp sau: hạ nhiệt độ của chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy và cách ly chất cháy với khí oxy. Ví dụ như mình có thể sử dụng bình chữa cháy để dập lửa, đúng không? Khi mình sử dụng bình cháy thì mình sẽ xịt cái này vô thì nó sẽ ngăn cách cái chất cháy với khí oxy ở trong môi trường để giúp việc dập tắt đám cháy. Giờ tiếp theo là một câu hỏi, em hãy lấy ví dụ chứng tỏ oxy duy trì sự sống và sự cháy. Ví dụ như oxy duy trì sự sống là con người, cây cối và động vật cần khí oxy hô hấp nhằm duy trì sự sống. Còn sự cháy thì mình thấy là mình đốt que diêm thì que diêm sẽ mình đốt que diêm trong không khí thì sẽ que diêm sẽ cháy được, đúng không? Còn nếu mình bỏ que diêm vào một cái bình mình đóng kín thì một lúc sau thì nó sẽ tắt là do không có oxy cung cấp cho sự cháy, đúng không? Như vậy là mình trả lời là oxy duy trì sự sống là con người, cây cối, động vật đều cần khí oxy để hô hấp nhằm duy trì sự sống nha. Còn duy trì sự cháy thì các em có thể nói ví dụ thầy vừa mới nêu, đúng không? Giờ tiếp theo, một số hộ gia đình sử dụng bếp củi để đun nấu hàng ngày. Khi lửa sắp tàn, người ta thêm củi hoặc là khỏi và khỏi hoặc là quạt vào bếp khi ngọn lửa bùng lên. Em giải thích cách làm đó. Như vậy mình thấy là có một số hộ gia đình sử dụng bếp củi để đun nấu hàng ngày. Khi lửa sắp tàn thì người ta sẽ cho thêm củi và khỏi, đúng không? Hoặc là quạt vào bếp khi ngọn lửa sẽ bùng cháy lên. Em hãy giải thích cách làm đó. Như vậy là sau khi thêm củi thì có nghĩa là mình sẽ thêm nhiên liệu. Quạt là hành động cung cấp khí oxy cho sự cháy, nên sau khi thêm nhiên liệu và cung cấp oxy thì lửa sẽ lại bùng cháy lên, đúng không? Giờ như mà trả lời câu hỏi này nha. Như vậy là thêm củi sẽ hành động thêm nhiên liệu,
Quang là hành động nhằm cung cấp khí oxy đen, nên sau khi thêm nhiên liệu và cung cấp khí oxy thì lửa sẽ lại bùng cháy lên. Giờ tiếp theo mình sẽ qua phần bài tập nha. Giờ câu số 1 cho biểu đồ về một số hoạt động tiêu thụ khí oxy ren như hình dưới đây. Câu A là lĩnh vực nào tiêu thụ nhiều khí oxy ren nhất và lĩnh vực nào tiêu thụ ít oxy ren nhất nha. Như vậy ở đây mình sẽ có một biểu đồ. Mình thấy là 55% là màu này. Màu này chính là luyện thép đúng không? 25% màu này chính là công nghiệp hóa chất. 10% là màu này chính là y khoa. 5% là hàng cắt kim loại. Và 5% này chính là thuốc nổ và nhiên liệu tên lửa. Như vậy mình thấy là lĩnh vực mà tiêu thụ nhiều khí oxy ren nhất chính là luyện kim, chiếm 55%, đúng không? Còn ít nhất thì mình thấy có hàng cắt kim loại và thuốc nổ nhiên liệu tên lửa, mỗi cái chiếm 5%, đúng không? Giờ câu B là người ta kêu mình hãy tìm hiểu và nêu vai trò của oxy ren đối với lĩnh vực y pha và hàng cắt kim loại. Như vậy mình thấy là trong y pha thì người ta sử dụng oxy để làm bình khí oxy cho bệnh nhân, đúng không? Hoặc người ta sử dụng máy cung cấp khí oxy. Hàng cắt kim loại thì người ta dùng oxy để đốt cháy khí đốt, làm tăng nhiệt độ khiến cho kim loại bị nung chảy để chuyển thành các mối hàn, đúng không? Giờ như mình trả lời câu hỏi này nha. Như giờ câu A mình trả lời là luyện thép sẽ tiêu thụ nhiều khí oxy ren nhất, chiếm đến 55%. Hàng cắt kim loại và khúc nổ nhiên liệu, nhiên liệu tên lửa sẽ thu được ít khí oxy ren nhất, tiêu thụ ít khí oxy ren nhất nhé, Giờ như vậy mình trả lời câu số 1, câu ấy mình trả lời là luyện thép tiêu thụ nhiều khí oxy ren nhất. Hàng cắt kim loại và khúc nổ nhiên liệu tên lửa tiêu thụ ít khí oxy ren nhất. Câu B mình trả lời là vai trò của oxy trong lĩnh vực y khoa thì sẽ làm bình khí oxy cho bệnh nhân. Còn về hàng cắt kim loại thì ta cần dùng khí oxy để đốt cháy khí đốt, làm tăng nhiệt độ khiến kim loại bị nung chảy để chuyển thành các món hàn nha. Giờ trả lời câu số 1 xong mình sẽ qua tiếp câu số 2. Giờ câu số 2 là trong quá trình chữa cháy, nếu mà đám cháy xăng dầu nhỏ, người ta có thể sử dụng tấm chăn dày lớn chùm nhanh lên đám cháy mà không dùng nước để dập tắt đám cháy. Em hãy giải thích tại sao lại làm như vậy. Như vậy là cho mình thấy là những đám cháy mà do xăng dầu nhỏ thì người ta sẽ sử dụng tấm chăn lớn, dày lớn, và người ta có thể khắm nước, người ta sẽ chùm lên nhanh lên đám cháy để dập tắt đám cháy mà không dùng nước nhé. Vì mình nhớ là xăng và dầu sẽ nhẹ hơn mặt nước nên sẽ nổ lên trên nước, đúng không? Nếu mình mà cho nước vào thì xăng dầu sẽ nổ lên trên và nó sẽ tiếp tục cháy, đúng không? Và nó sẽ cháy lan ra càng nhanh hơn, đúng không? Nên người ta không xịt nước vô đám cháy xăng dầu nhé. Như vậy giải pháp thì người ta sẽ sử dụng chăn, đúng không? Người ta có thể khắm nước, sau đó người ta chùm cái chăn đó lên trên ngọn lửa để cho không cho ngọn lửa tiếp xúc với oxy nữa, thì ngọn lửa sẽ bị dập tắt, đúng không? Giờ như vậy là mình trả lời câu số 2 nhé. Như vậy mình thấy là nguyên nhân là xăng là chất nhẹ hơn nước nhé, sẽ nổi lên trên mặt nước, đúng không? Nếu mà dùng nước xịt vô thì xăng sẽ tiếp tục cháy và sẽ cháy nhanh hơn nữa, đúng không? Giải pháp là người ta hay dùng chăn hay dùng nước, vì dùng chăn sẽ ngăn gần như hoàn toàn lượng oxy tiếp xúc với ngọn lửa, khiến cho khống chế dập tắt đám cháy được nhanh hơn. Giờ tiếp theo là câu số 3. Khi nào chúng ta cần sử dụng các biện pháp hỗ trợ nhằm cung cấp khí nguồn oxy ren cho hoạt động hô hấp?
Như vậy là bây giờ mình sẽ sử dụng khí oxy để khi mà chúng ta thấy khó thở, đầu óc chóng váng, hoặc dùng các cho các bệnh nhân cấp cứu mắc các bệnh về phổi, tim hoặc là suy hô hấp nhé. Giờ hãy trả lời câu số 1. Như vậy là mình sử dụng bình khí oxy khi chúng ta cảm thấy khó thở, đầu óc chóng váng, hoặc dùng cho các bệnh nhân cấp cứu, các bệnh nhân mắc về bệnh viêm phổi, tim hoặc là suy hô hấp. Giờ tiếp theo là câu số 4. Tại sao trong bể cá cảnh người ta thường lắp một máy bơm nước nhỏ để bơm nước liên tục đồng thời trồng khi một số cây hy sinh? Như vậy là khi máy bơm nước cho bể cá thì sẽ tạo ra luồng khí oxy ren và giúp cho từng quặng lượng nước để cung cấp cho hệ sinh thái của nước trong bể cá. Qua trồng khi một số cây hy sinh hệ sức sẽ giúp tăng khí oxy ren trong bể và cung cấp chỗ trú ẩn dễ chịu cho cá nhé. Giờ hãy trả lời câu số 4. Như vậy vì lắp đặt máy bơm nước thì sẽ tạo luồng khí oxy ren và giúp tuần hoàn lượng nước để cung cấp cho hệ sinh thái của cá trong bể. Qua trồng khi một số cây hy sinh thì sẽ giúp làm tăng mức oxy ren trong bể và cung cấp chỗ trú ẩn dễ chịu cho cá. Giờ như vậy mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy dạng dễ hiểu, bấm hít chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.